Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay trong khuôn khổ video này em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota WeGo. Và đặc biệt trước mắt chúng ta đây là phiên bản số sàn màu đỏ. Một phiên bản số sàn màu cũng hơi hiếm trên thị trường hiện tại. Thì Toyota WeGo thì mới ra mắt được từ tháng 6 năm 2023 này. Và bên em mới về được cái lô này là có duy nhất một chiếc số sàn. Còn lại số tự động thì em khá đủ màu. Thì hôm nay là quay cho anh chị về nội thất chiếc xe này, cũng như là báo giá cho anh chị về dòng xe WeGo. Và đầu tiên, trong khi đi một vòng xung quanh nội thất thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về giá bán tổng thể của dòng xe Toyota WeGo này. WeGo thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với hai phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc. Phiên bản thứ nhất là phiên bản số sàn trước mắt chúng ta đây là có giá niêm yết là 360 triệu và thời điểm này nếu lăn bánh ở thị trường tỉnh lại rơi khoảng tầm 400 triệu. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản số tự động sẽ có giá niêm yết là 405 và ở thời điểm này lăn bánh tỉnh rơi vào khoảng là 450. Là một giá rất là hợp lý. Và đặc biệt là ở cái đời mới này là có một vài cái nâng cấp theo em là hướng đến người dùng từ 4 máy giảm xuống 3 máy. Tuy nhiên là với cái động cơ 1.2 thì chỉ dùng 3 máy là đủ. Và ngoài ra thay đổi một lớn nữa là đổi từ hộp số, nếu mà là hộp số bản tự động thì đổi sang hộp số là CVT, không dùng hộp số AT như ngày xưa nữa. Tiếp theo là thay đổi tay nắm cửa này, rồi tựa đầu tất cả hàng ghế. Màu đỏ này thì cũng đã được thay đổi, không hẳn là nâng cấp hay là gì cả, nhưng mà nó là thay đổi về màu sắc. Màu đen đã được lựa chọn là bỏ đi. Còn hiện tại còn 4 màu là màu trắng, màu đỏ, màu cam và màu bạc. Tuy nhiên là màu đỏ này thì đã được thay đổi là thành màu đỏ đậm chứ không phải là đỏ tươi, đỏ cờ như ngày xưa nữa. Vừa rồi thì em cũng đã thông báo cho anh chị về cái giá bán của cái dòng xe Toyota WeGo hiện tại. Và đặc biệt trước mắt chúng ta đây là phiên bản số sàn. Số sàn này thì cũng có ngoại thất tương tự giống như là cái phiên bản số tự động. Tuy nhiên là phần đầu xe, đây em sẽ đi vào từng mục một. Phần đầu xe ở đây thì sẽ có đèn full LED, đèn xi nhan LED, rồi đèn pha cốt đều đèn LED hết, kể cả đèn đề mi có đèn LED. Phần la răng 14 inch, chậu sắt, tuy nhiên là có cái miếng ốp nhựa màu bạc để trang trí như thế này. Ở phiên bản số tự động thì sẽ được trang bị là la răng đúc. Còn ở phần thân xe, cái gương này thì ở phiên bản số sàn chỉ là gương cơ thôi. Tuy nhiên là phiên bản số tự động đắt hơn 45 triệu thì được trang bị là gương điện, điều chỉnh điện. Tay nắm cửa thay đổi từ dạng gạt lên thành tay nắm cửa hiện đại hơn. Tuy nhiên là phiên bản cao cấp sẽ được trang bị là cái mở cửa thông minh, chạm vào đây sẽ mở cửa. Còn phiên bản số sàn này cắt đi tính năng đấy rồi. Đến đây thì em sẽ giới thiệu về cái tính năng, một cái ưu điểm lớn của cái dòng xe này là rất tiết kiệm điện, rất tiết kiệm xăng, giảm xuống 3 máy và cái tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 5 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Cả phiên bản thì đều được trang bị là ghế nỉ màu đen lên xuống kính này, điều chỉnh gương điện nhé. Còn nếu một phiên bản cao cấp thì đây sẽ là cục mở gương điện, phiên bản số tự động thì sẽ giảm đi. Vừa rồi đến phần nội thất thì em sẽ báo cho anh chị về đây một cái đặc biệt nữa, một cái nút này thôi nhưng mà nó thể hiện là một cái nâng cấp rất là đáng kể cho tất cả phiên bản của WeGo, là được nâng cấp lên có hệ thống chống trơn trượt này, có hệ thống kiểm soát lực kéo, có hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh. Đây là các tính năng này nó chắc là ít người quan tâm, nhưng theo em nó rất đặc biệt. Sử dụng xe nó sẽ đầm hơn nhiều so với cái lái xe đầm và an toàn hơn rất nhiều so với cái phiên bản ngày xưa, phiên bản 2019-2020. Sau 2 năm vắng mặt thì WeGo đã thay đổi quay trở lại. Một cái nữa em có thông báo vừa rồi là xe đã được nâng tựa đầu tất cả các hàng ghế, và ghế lái thì có chỉnh cơ 6 hướng, không như là cái phiên bản 2020-2019 nữa là chỉ có chỉnh cơ là 4 hướng thôi. Thì cái người ngồi lái giờ rất là thoải mái rồi, cao hay thấp hay béo hay là gầy thì đều có cái lựa chọn cái tầm lái rất là hợp lý. Ngoài ra thì cái vô lăng này cũng được nâng cấp lên là có chỉnh được 2 hướng gật gù. Còn cụm đây cũng cần cụm điều chỉnh đèn này, điều chỉnh gạt mưa. Và chìa khóa thì vẫn là chìa khóa cơ. Ở phiên bản số tự động thì sẽ được trang bị là chìa khóa thông minh kèm với cả cảm ứng ở cửa, điều hòa cơ. Màn hình 7 inch thì được trang bị ở cả hai phiên bản giống nhau.
Còn cái cụm điều hòa này thì là cụm chỉnh cơ, được trang bị trên bản số sàn. Còn về bản số tự động thì là sẽ có bảng điều khiển hiện đại hơn và có cái chế độ là mắc cun. Tất cả là bảng điều khiển điện tử, lấy gió trong gió ngoài điện tử hết. Còn phiên bản số tự động, số sàn này thì sẽ dùng bảng điều chỉnh ở thuần cơ. Đây là cần số. Cần số thì cũng khá là hợp lý, không có gì để bàn cãi cả, không có gì là và một cái có thể là hơi thiếu sót một chút hoặc là cũng chưa được thay đổi nhiều là cái bệ tì tay. Tuy nhiên là cái bệ tì tay này cũng xử lý cũng đơn giản thôi. Còn hàng ghế thứ hai, một cái phần nữa em điểm qua là tuy nhiên là cái điều hòa trong tất cả các dòng xe cùng phân khúc như là Fadin đã khai tử rồi, i10 của Hyundai, Morning của Kia thì đều có cái điều hòa không đủ mát so với cái nhiệt độ nóng bức của Việt Nam hiện tại. Còn cái điều hòa của Toyota nói chung và điều hòa của WeGo nói riêng là rất là thoải mái, rất là mát. Không phải lo về vấn đề điều hòa trong cái thời tiết này. Còn hàng ghế thứ hai, đây là hàng ghế thứ hai của xe. Vừa rồi thì em để cái ghế này nó lùi lại kịch để em quay cho anh chị rõ hơn về cái bảng người lái. Còn một cái ưu điểm nữa của cái hàng ghế thứ hai là cũng khá rộng rãi. Để em sang bên em ngồi thử cho anh chị xem. Hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi. Còn bên này là vừa em đẩy kịch cái ghế lái xuống để em quay cho anh chị rõ hơn về cái phần phía trước người lái. Có ghế trang bị cái lẫy để lắp ghế trẻ em cho hai hàng ghế ngoài và hàng ghế thứ ba, à ghế thứ hai. Còn đây phần cốp xe, đặc điểm của các dòng xe Toyota là rất được tối ưu về cái diện tích sử dụng từ hàng ghế thứ nhất, hàng ghế thứ hai cho đến khoang hành lý. Xe trang bị 5 lốp như nhau. Có trang bị thêm cái ngăn mùi này. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về Toyota WeGo phiên bản số sàn màu đỏ và báo cho anh chị về giá bán của thời điểm WeGo thì hiện tại tháng 6 năm 2023. Anh chị nào quan tâm đến các vấn đề khác về xe, về lịch xe, giá xe hay trả góp, vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.